Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi đến từ Nghệ An. Alo. Em chào chị ạ, giờ cho em hỏi chuyện tình cảm một tí chị. Vâng, bạn nói câu hỏi của mình đi. Vâng, gọi là trước đây về 6 năm. Em rồi trước đây em có yêu một người được 4 năm chị ạ. Vâng. Sau đó vì điều kiện gia đình em, cuộc sống của em thì em phải tự lập, em chưa thể cưới cô ấy, em không muốn cô ấy cưới lâu á. 2 năm trước thì em có cô ấy bảo cô ấy đi lấy chồng, thế rồi cô ấy đi lấy chồng. Được 2 năm rồi cô ấy cũng có con rồi, trước bây giờ thì cô em với cô ấy vẫn liên lạc. Nhưng thời gian gần đây cô ấy cũng liên lạc nhiều với em, cũng bảo là về cuộc sống, kinh tế, điều kiện gia đình này có nhiều cái nó ấy, cô liên lạc với em nhiều lắm. Em muốn hỏi thực tình em có nên gặp cô ấy một lần hay là không, hay là có nên đi liên lạc với cô ấy nữa không đấy. Vâng. Thì em một lời khuyên đi. Vâng, vấn đề của bạn thì anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chúng tôi sẽ cho bạn lời khuyên ạ. Xin mời. Vâng ạ. Ừ, em bây giờ thì em có người yêu mới chưa? Chưa, gần 2 năm nay thì có lẽ em cũng không có cảm tình với một người con gái nào sâu sắc như cô ấy. Bởi vì lúc ấy em và cô ấy đều, em biết là đều đến với nhau bằng mối tình đầu mà. Ừ, đấy anh hỏi thế bởi vì nghe em nói thế thì gặp nhau là chết đấy. Bởi vì một bên thì vẫn còn sâu nặng đến mức độ 2 năm nay không đến được với cô nào, vì đấy là mối tình đầu. Còn cô kia thì đã biết thế nào là cuộc sống gia đình, mà cuộc sống vợ chồng thì nó không đẹp như lúc đang yêu. Thế là một bên thì trải nghiệm rồi thấy chán quá, tiếc cái đã mất. Một bên thì mất rồi chưa tìm thấy ở đâu được. Gặp nhau dễ bùng nổ lên và tình cũ không dù cũng đến. Hậu quả là lành ít dữ nhiều em ạ. Thời gian gần đây thì có nhiều chuyện quá, nhiều lúc em cũng muốn gặp cô ấy một lần nhưng mà em sợ ý thức về cuộc sống của em vẫn biết hiểu được. Rồi, em ơi thế này này, ê, đúng là chuyện tình cảm, mối tình đầu có khi cả đời sẽ không quên được. Đến ngay sau này em có vợ, cô ấy 6-70 tuổi gặp lại nhau vẫn có những cái bồi hồi xúc động như là những chàng trai cô gái mới lớn run rẩy cơ. Đấy, cái diệu kỳ của tình yêu nó là như thế. Cho nên là mình cũng biết là nó càng diệu kỳ thì lại càng phải cảnh giác với bản thân. Trái tim rất là yếu mềm, hai bên như thế này gặp nhau là lao sầm vào nhau rồi. Đấy, như anh đã nói rằng là mình lường trước tất cả những cái đó. Hãy trả lại quá khứ cho quá khứ em ạ. Mình phía trước tương lai còn rất dài. Cái gì đã mất không lấy lại được nữa. Ta tự an ủi ta rằng chúng ta có duyên mà không có phận với nhau. Mà cũng nói như các cụ một cái rất hay là thôi cái số không lấy được nhau, còn tình cảm thương nhau hãy để trong lòng, đúng không? Vâng ạ. Em có thể nói chuyện điện thoại với cô ấy cho đến hết cái thẻ của em cũng không sao cả. Đúng không sao cả, đúng không? Nhưng mà cũng lại có chừng có mực. Bởi vì thế này, phụ nữ rất là nhạy cảm. Khi mà người chồng thì bây giờ đi làm về mệt này, cả ngày chả nói được một câu tế nhị. Còn cái anh người yêu cũ anh ấy sẵn sàng nói chuyện với mình, cho nên hết cả cái thẻ điện thoại của anh ấy thì lại cảm động. Cảm động với tiếc, tiếc với khát khao mong gặp để được bù đắp, để em thấy anh mới là người yêu thực sự. Thế là vân vân. Nói chuyện với cô ấy không phải chỉ để à ơi hay là mình kể lại những kỷ niệm cũ, mà đôi bên phải xác định rằng hai người đã đi hai đường rồi. Nếu còn thương nhau thì tôn trọng cuộc sống riêng của nhau, vun đắp cho nhau. Em cũng sợ là cuộc sống hạnh phúc của cô ấy lắm anh ạ. Nhưng em cũng không có suy nghĩ gì, nhưng mà em cứ sợ gặp này nọ rồi đấy. Nhưng mà cứ liên lạc người như thế này thì em thấy nhiều lúc không được tốt lắm cho cô ấy. Nhiều lúc em có nên có cắt quan hệ liên lạc với cô ấy hay không? Không, cắt luôn thì nghe có vẻ nó lại ấy quá. Nhưng mà mình phải trở thành người vững hơn cô ấy. Cô ấy là phụ nữ, cô ấy nhạy cảm yếu đuối. Mình phải mạnh hơn. Thế là một, cái thứ hai là mình phải là người tư vấn cho cô về cuộc sống gia đình. Bây giờ có thể là cô đang đối mặt với cuộc sống vợ chồng nó tẻ nhạt nhàm chán mà nó không lãng mạn như là yêu đương. Thì mình cũng chỉ cho cô rằng nhưng mà dù sao đấy cũng là cuộc sống thật. Anh nghĩ rằng hai đứa gặp nhau ở quán cà phê xong bắt đầu là khát khao của cái tích tụ 2 năm lại ấy, ôm nhau rồi không làm chủ được bản thân rồi cái gì đến nó sẽ đến sẽ rất khổ. Vâng, chị nói em cũng rất sợ. Ừ, thế thì biết sợ mà biết sợ từ sớm như thế là rất là tốt, nhưng mà phải mạnh mẽ một chút nữa nhé. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình.